Đối tượng kè hung khí vào cổ cô gái trước mặt công an, diễn biến khiến tất cả nín thở. Đã bắt được nghi can sát hại cô gái trẻ trốn nhiều giờ dưới giếng. Bắt giữ đối tượng hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nội bỏ trốn khỏi bệnh viện trong đêm, đi xe ôm về quê. Vụ giúp con nuôi đường nhuệ thoát tội, đơn khống lộ chân tướng hai cán bộ điều tra. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Đối tượng kề hung khí vào cổ cô gái trước mặt công an, diễn biến khiến tất cả nín thở. Mới đây trên mạng xã hội xôn xao một đoạn clip quay lại vụ khống chế con tin xảy ra tại cánh đồng xã Liên An, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Theo nội dung được đăng tải, trong đoạn clip, một người đàn ông dùng dao kề cổ khống chế người phụ nữ đang ngồi trên xe máy. Đứng bên cạnh có chiến sĩ công an đang hết sức khuyên nhủ người đàn ông bình tĩnh, không được manh động. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn liên tục bắt chiến sĩ công an lùi ra xa, không được tiến lại chỗ mình. Rất đông người dân có mặt tại hiện trường chứng kiến vụ việc. Sau đoạn clip, nhiều người cho biết tên cướp đã được lực lượng chức năng khống chế. Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Đã bắt được nghi can sát hại cô gái trẻ trốn nhiều giờ dưới giếng. Vào đêm qua, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, Công an tỉnh và Công an huyện Châu Đức đã tìm thấy nghi can Trần Thanh Hải, sinh năm 1988, trú tại huyện Châu Đức cùng với thi thể của chị DTKO, sinh năm 2004 tại một giếng cạn cạnh ngôi nhà hoang thuộc thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, cách hiện trường vụ án khoảng 200 m. Thi thể chị KO nằm ngay trong giếng, hài được xác định là ở bên cạnh thi thể suốt nhiều giờ đồng hồ. Nạn nhân được tìm thấy đã qua đời, cơ thể bị cháy đen. Trước đó như tin tức Việt đã đưa tin vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12, chị Danh Thị Hạnh Minh, sinh năm 1980, cùng chú tại Bầu Trinh, huyện Châu Đức và một nam thanh niên đi xe máy đến tổ 75, thôn Quảng Long, xã Kim Long, gặp Trần Thanh Hải. Tại đây, sau khi xảy ra mâu thuẫn, Hải đã dùng hung khí, đâm trọng thương chị Minh, chị O, rồi đốt xe của chị O và bỏ trốn khỏi hiện trường. Chị Minh may mắn đã chạy thoát và sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đâm thủng bụng. Riêng chị O đã mất tích cùng với nghi phạm. Tại hiện trường, chiếc xe máy của chị O bị thiêu rụi, một vài mảnh áo của nạn nhân còn sót lại. Lực lượng chức năng cũng tìm thấy một mẫu áo bị cháy xém của chị này cách hiện trường khoảng 500 mét. Hải là bị can trong một số vụ cố ý gây thương tích đang được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp bắt giữ đối tượng hủy hoại tài sản và gây dối trật tự công cộng. Do nghi ngờ có người đang muốn đuổi giết mình, đối tượng này đã đứng trên tầng cao ném gạch ngói xuống và leo trèo qua các khu nhà xung quanh, gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người dân. Công an quận Đống Đa Hà Nội cho biết đang điều tra làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng Lò Văn Mờ, sinh năm 1987, ở Mùn Trung, Tuần Giáo Điện Biên, theo quy định của pháp luật vì hành vi hủy hoại tài sản. Trước đó, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo của người dân về việc tại trung cư ở số 15 ngõ 91 Nguyễn Trí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, có đối tượng nam giới đang đứng trên tầng cao, ném gạch ngói xuống và leo trèo qua các khu nhà xung quanh, gây mất an ninh trật tự, gây nguy hiểm cho người dân. Trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh của thành phố, cảnh sát phản ứng nhanh quận Đống Đa cùng với lực lượng cứu nạn cứu hộ 114 khẩn trương có mặt tại hiện trường lực lượng chức năng đã tiếp cận, khống chế, bắt giữ đối tượng, đưa về công an phường Láng Hạ. Tại cơ quan công an, đối tượng được xác định là Lò Văn Mờ, sinh năm 1987, ở Mùn Trung, Tuần Giáo, Điện Biên. Mờ khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm trên là do nghi ngờ có người đang đuổi theo giết mình. Đối tượng cũng thừa nhận đã sử dụng hàng cấm từ năm 2013 đến tháng 9 năm 2021 và hiện không còn sử dụng nữa. Tiến hành xét nghiệm hàng cấm của lò văn mờ thì cho kết quả âm tính, cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, xác định lò văn mờ đã dùng gạch, ngói, ném gây hư hỏng một bình chứa nước trên nóc nhà và bốn chiếc xe ô tô. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội bỏ trốn khỏi bệnh viện trong đêm, đi xe ôm về quê, mới vào bệnh viện nhiệt đới trung ương điều trị COVID-19 được 3 ngày, F0 đã mang theo đồ đạc cá nhân rồi bỏ trốn trong đêm. Ông Tê sau đó đã đi xe ôm về quê ở Hưng Yên. Tối qua, đại diện của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương xác nhận thông tin về một bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại đây đã bỏ trốn. Cụ thể, thông tin cho hay f không bỏ trốn được xác định là ông TVT, sinh năm 1966, địa chỉ tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Bệnh nhân T có tiền sử sơ gan cổ trướng, viêm gan B, uống rượu nhiều. Bệnh nhân được xác định mắc COVID-19 vào ngày 5 tháng 12 và chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị ngay cùng ngày. Tuy nhiên khoảng 3 giờ sáng ngày 8 tháng 12, cán bộ bệnh viện phát hiện bệnh nhân T đã mang theo đồ đạc cá nhân mặc quần áo bệnh viện bỏ trốn. Ngay sau khi phát hiện sự việc, phía bệnh viện đã huy động lực lượng chức năng để truy tìm bệnh nhân nhưng không thấy. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hưng Yên, Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an xã Kim Trung huyện Đông Anh để phối hợp giải quyết về trường hợp này. Cùng ngày Ủy ban nhân dân xã Hiệp Cường huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên cũng phát đi thông báo khẩn liên quan đến việc ông T bỏ trốn khỏi khu điều trị. Chính quyền địa phương yêu cầu người dân nếu biết và có thông tin về bệnh nhân Tê cần thông báo ngay cho công an xã để có các biện pháp xử lý phù hợp. Theo thông tin mới nhất, vào chiều qua bệnh nhân đã được phát hiện ở quê nhà Hưng Yên. Được biết sau khi trốn khỏi bệnh viện, ông Tê đã đi xe ôm về quê. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Vụ giúp con nuôi đường nhuệ thoát tội, đơn khống lộ chân tướng hai cán bộ điều tra. Anh Trần Ngọc Hoàng, bị hại trong vụ án bị con nuôi đường nhuệ là Tiến Trắng và đàn em, cố ý gây thương tích cho biết, đã nộp cho cơ quan điều tra thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tờ đơn đánh máy sẵn nội dung do điều tra viên vụ án gửi đến để yêu cầu bị hại ký tên. Trước đó vào sáng ngày 2 tháng 12, cơ quan điều tra thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam đối với ông Vũ Đức Tuấn, 36 tuổi, Phó trưởng Công an huyện Vũ Thư, Thái Bình, bà Phạm Thị Thu Hiền, 44 tuổi, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vũ Thư và Nguyễn Hoàng Hà, 45 tuổi, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội theo quy định tại khoản 2 điều 369 Bộ luật hình sự. Trước đó vào ngày 29 tháng 10 năm 2020, cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai cán bộ công an huyện Vũ Thư là thiếu tá Nguyễn Bằng Giang, phó trưởng công an xã Song An và trung tá Hoàng Hồng Hạnh, đội trưởng đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện Vũ Thư. Cả năm người trên đều bị khởi tố bắt tạm giam do liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 22 tháng 5 năm 2018 tại xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cụ thể cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định các điều tra viên cán bộ điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũ thư đã không thực hiện giám định thương tích không dẫn giải người bị hại đi giám định thiết lập tài liệu khống ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự để không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng thực hiện hành vi phạm tội về phía viện kiểm sát lãnh đạo và kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân huyện vũ thư không rõ việc thực hư trưng cầu giám định thương tích đối với bị hại nhưng không thực hiện quyền hủy bỏ quyết định không khởi tố đã thống nhất với cơ quan điều tra trong việc không khởi tố vụ án hình sự nhằm mục đích không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án trên, một mắt xích quan trọng để làm lộ vết tích chạy án, tìm cách thoát khỏi trách nhiệm hình sự của năm cán bộ vừa bị bắt là lá đơn ký khống do chính bị hại Trần Ngọc Hoàng, sinh năm 1983, trú tại thôn Bổng Lai, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình nộp cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Anh Hoàng cho biết, ngay sau khi cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành điều tra về việc bỏ lọt tội phạm trong vụ án cố ý gây thương tích mà anh là bị hại, thì ngày 5 tháng 5 năm 2020, hai cán bộ thụ lý điều tra vụ án lúc đó là Nguyễn Hoàng Giang và Hoàng Hồng Hạnh đã vội vàng mang tờ đơn, đơn đề nghị đánh máy sẵn, in nội dung gửi đến cơ quan công an xã Vũ Tiến nhờ công an viên của xã này chuyển đến nhà anh Hoàng, nói với anh Hoàng ký vào lá đơn đó. Nội dung lá đơn nêu, anh Hoàng thừa nhận đã chấp nhận bồi thường, xin lỗi và không đồng ý tiếp tục đi giám định thương tích sau khi đọc xong nội dung đơn anh hoàng thấy hoài nghi nên đã điện thoại cho một cán bộ của cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao vị cán bộ đã nói với anh hoàng chụp hình lại lá đơn và làm theo yêu cầu của công an ngay sáng ngày hôm sau cán bộ của cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã lập tức từ hà nội về xã vũ tiến tiến hành lập biên bản sự vụ từ sự vụ lá đơn cùng với kết quả thu thập được trong quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã lần lượt ra quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam hai lãnh đạo và ba nhân viên hai cơ quan bảo vệ pháp luật huyện vũ thư như đã nêu trên Liên quan đến vụ việc, vào chiều ngày 8 tháng 12, anh Trần Ngọc Hoàng cho biết, ngay sau khi bị Tiến Trắng và đồng bọn đánh cắt gân, anh Hoàng đã phải bán ô tô để lo chữa chạy vết thương. Do không có nghề nghiệp, từ đó đến nay anh Hoàng phải lên Hà Nội làm thợ phụ hồ, phụ việc để kiếm sống. Anh chỉ làm được việc nhẹ vì chân tay bị thương tật, tiền công rất thấp. Cuối tháng 10 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã xử tiến trắng và đàn em với phán quyết họ phải bồi thường cho tôi 180 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay, tôi vẫn chưa hề nhận được đồng nào. Kính mong cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình sớm thi hành án để các đối tượng bồi thường cho tôi như tuyên án của tòa. Vì hiện nay hoàn cảnh của tôi rất khó khăn. Ngoài bản thân thương tật, tôi còn phải lo cho vợ và hai con nhỏ đi học. Anh Hoàng nói với phóng viên. Rất nhiều tin tức đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh tin tức Việt quý vị đừng rời kênh vì quỳnh anh sẽ quay trở lại ngay sau đây